Tôi tên là Hoàng Tiến, ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 3 năm, tôi bị bệnh mất ngủ rất là nặng. Tối là ngủ không được, thức hàng đêm, thức rất tỉnh, hầu như không mệt. Rồi đến sáng thì không chịu nổi, mệt vô cùng. Nước mắt thì cứ chảy, người thì mệt, không có làm ăn được gì hết, buồn ngủ. Nhưng khi ngủ thì ngủ không được, mà thức thì thức cũng không được. Người sống không ra sống, mà chết không ra chết, cực vô cùng. Bao nhiêu chuyện công tác đều không làm ăn được. Rồi sau khi đó thì tôi làm liều, tôi uống thuốc an thần, thuốc tây. Thì uống vô thì các vị cũng biết rồi, thuốc tây uống vào thì ngủ, nhưng mà rất hại cơ thể. Bắt đầu cái não tôi thấy nó khó chịu, nó có hiện tượng như nhớ nhớ quên quên, nó không có được bình thường. Rồi tôi mới lên mạng tôi tìm cái thuốc nam, nhưng gặp rất nhiều loại thuốc nhưng mà không đạt. Đến hồi tôi tình cờ tôi xuống Vũng Tàu để chơi, thì tôi ghé một cái hiệu thuốc đông y, thì tôi có mua thuốc là viêm đại tràng của cái hãng BQA này. Tôi uống cái viêm đại tràng là tôi bớt, tại tôi cứ uống bia vô là nó bị đi cầu chảy. Sau khi tôi uống thuốc tây thì nó bớt, nhưng tôi sợ nó hư gan. Tôi uống thuốc đó bớt là tôi hỏi bên cái cô y sĩ của BQA này, hỏi em có thuốc an thần bệnh gì được hay không, thì cô ta mới có. Thì cô ta bán cho tôi một cái nang này, một dĩ của một nang thôi, và có những cái hộp cốm, có những cái bao này. Thì mới giờ nói thật các vị là tôi không có tin, tại vì mình nghĩ thuốc trên mạng là tôi ít tin lắm. Nhưng mà sau khi tôi nói thôi thì phước chủ may thầy, cứ uống đại đi. Nhưng không ngờ khi uống vô mà lần nhất, lần hai, lần ba, lần tư, lần năm, tôi cảm thấy tôi ngủ được, và giấc ngủ tôi rất khỏe, không phải như thuốc tây. Rồi tôi mừng quá, tôi uống miết, uống giờ 3-4 tháng rồi không nhớ, nhưng mà hầu như bây giờ tôi không còn uống thuốc, tôi vẫn ngủ tốt, và giấc ngủ rất sâu, người tôi rất khỏe. Rồi nhưng mà hiện nay tôi bớt rồi, nhưng mà tôi vẫn uống, tôi vẫn kêu cô y sĩ gửi cho tôi vô, thì cứ một đêm tôi cứ sử dụng một viên hoặc là một gói để cho ngừa đó. Thì sau đây tôi xin chia sẻ cái tình hình bệnh hoạn của tôi cho anh em, nếu ai thích bị bệnh mất ngủ cứ uống thử. Đây là tôi nói bằng sự thật, tôi không có nịnh bợ công ty này, tôi cũng rất là thương người thành phố Hồ Chí Minh. Thôi tạm biệt.